Đây, hôm nay mình làm hoa bó. Đó, hoa hướng dương các bạn. Làm phụ nữ nữa. Hướng dương. Hướng dương này màu vàng chanh nha. Rất là Còn đẹp bên luôn. này đỏ nè, bác sĩ kia đỏ À, nè, bên này. dạ, hôm nay đây là hoa màu đỏ. Đúng rồi, hoa hồng màu đỏ. Đây chị đi này đi. Ừ. Đó, hoa hướng dương đó các bạn. Thì khi mình bó mình sẽ kết hợp giữa hoa sao hoàng anh này, mình tuốt lá ra ha, rồi mình sẽ sử dụng hoa hướng dương mình đưa vào trong một cái bó hoa của mình đó, rồi lát nữa mình sẽ bọc chân vào, mình sử dụng bông gòn á, mình bọc vào đây và sau đó là mình sẽ dùng giấy báo để mà mình bọc nó lại để nó ra một cái bó hoa nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Đây là một cái video ngắn thôi.